Vâng, Sơn Tuấn Lan lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các bác, anh em đam mê đi bẫy chim, chèo than, chào màu, chích chè, chim khuyên anh em nhé. Thì hôm nay tiếp tục một cái lô lồng bẫy lại về để phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc. Có đang nào, các bác nào đang quan tâm về những mẫu lồng bẫy chè than, bẫy khuyên thì alo trực tiếp bên em theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng ship hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền các bác nhé. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu bác là cái mẫu lồng bẫy một mặt các bác nhá, bằng tre. Mẫu này thì làm khá là đẹp anh em nhá. Đấy, nó chỉ có một mặt thôi, duy nhất một mặt. Đấy, mẫu này thì cái móc của nó thì không được đẹp lắm anh em nhá. Hàng là hàng cũng bình thường, hàng bình dân anh em nhá. Đấy. Đây. Bằng gỗ với cây tre anh em nhá. Đấy, có một số là thanh là bằng gỗ này. Đấy, còn cái khung này bằng tre này anh em nhá. Đấy, rất là nhạy. Đấy, các bác nhá. Cái này các bác đánh là bẫy chờ cực chèm than chào màu. Không nhá. Bên em đang bán là với giá là 300.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà, nhận hàng, kiểm tra thanh toán anh em nhá. Và tiếp tục giới thiệu với bác là hai cái lồng bẫy khuyên. Chim khuyên thì nó có hai phiên bản này anh em nhá. Một cái là hàng cũng tất cả là bằng inox hết, một mẫu là giả Sài Gòn, một mẫu là của Sài Gòn anh em nhá. Đấy, mẫu Sài Gòn đây anh em nhá. Đấy, mẫu này. Bẫy chuyên bẫy chim khuyên anh em nhá. Đấy. Và tiếp tục giới thiệu bác là cái mẫu lồng bẫy chào màu chè than, mẫu lồng bẫy của Huế anh em nhé, của Đà Nẵng. Đây, mẫu này mẫu của Đà Nẵng, bằng inox hết. Đấy, bằng inox hết 100%, cũng khá là đẹp anh em nhé. Lưới của nó là lưới đan tay. Đấy, lưới của nó là màu xanh như này. Đấy, có một mẫu nữa giả các bác nhé. Đấy, mẫu này của Đà Nẵng. Và tiếp tục giới thiệu bác là cái mẫu lồng tiếp theo là cái mẫu lồng của Sài Gòn. Mẫu này thì cũng bằng inox hết anh em nhá. Đấy, bẫy chè than chào màu đều được. Đấy, mẫu này thì anh em mua khá là nhiều. Đấy các bác nhá. Hôm nay số lượng lại tiếp tục về để phục vụ anh em. Đấy, các bác nào đang quan tâm về những mẫu lồng bẫy chào màu chim khuyên thì các bác có thể kết bạn qua Zalo theo 3 số điện thoại chính này để đặt hàng. Đấy, bên em ship hàng tận nhà, nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền. Một cái video rất là ngắn thôi. Em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết với nhá. Xin chào tạm biệt các bác.